Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, bão Doksuri, bão số 5 đổ bộ vào Phúc Kiến vào lúc 9 giờ 55 phút ngày 24 tháng 8, sau đó hoàn lưu di chuyển lên phía Bắc. Theo báo cáo chính thức, tính đến 8 giờ ngày 25 tháng 8, Doksuri đã ảnh hưởng đến hơn 880.000 người ở tỉnh Phúc Kiến. Mặt khác, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa dông ở mức cao nhất vào buổi tối, được đưa ra trở lại sau 11 năm. Ngày 25 tháng 8, có mưa lớn ở ven biển và phía bắc tỉnh Phúc Kiến, trong đó có mưa lớn ở Phúc Châu, Ninh Đức, Phủ Điền, Tuyền Châu, Hạ Môn, Trương Châu và mưa lớn cục bộ. Lực lượng phòng vệ tỉnh Phúc Kiến tuyên bố sẽ duy trì mức độ ứng phó khẩn cấp đầu tiên đối với mưa bão. Tính đến 8 giờ ngày 25 tháng 8, Doksuri đã khiến hơn 880.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở 9 quận và thành phố bao gồm thành phố Tuyền Châu, thành phố Hạ Môn và thành phố Trương Châu. 354.400 người đã được chuyển đi tránh khẩn cấp, 146.200 người đã được chuyển đi nơi khác và tái định cư khẩn cấp, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 428 triệu nhân dân tệ. Chiều tối ngày 24 tháng 8, Đài khí tượng Trung ương đã nâng cấp và ban hành cảnh báo mưa dông màu đỏ, cấp độ cao nhất. Đây cũng là lần cảnh báo mưa dông màu đỏ thứ hai được đưa ra kể từ khi Đài khí tượng Trung ương chính thức triển khai cơ chế phát cảnh báo sớm vào năm 2010. Lần gần đây nhất đưa ra cảnh báo là ngày 29 tháng 9 năm 2011. Dự báo từ 20 giờ ngày 25 tháng 8 đến 20 giờ ngày 26 tháng 8 ở Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, miền Trung và miền Đông Sơn Tây, miền Bắc Hà Nam, miền Trung và miền Tây Sơn Đông sẽ có mưa to đến rất to, trong đó miền Trung và Nam Hà Bắc, Trung và Nam Bắc Kinh, Thiên Tân có mưa lớn. Ở các vùng Tây Bắc Hà Nam và những nơi khác có mưa bão lớn với lượng mưa từ 250 đến 400 mm. Ở một số khu vực dọc theo vùng núi ở Trung và Nam Hà Bắc, Tây Nam Bắc Kinh, Tây Bắc và miền Nam An Huy, miền Trung bờ biển Chiết Giang, miền Trung bờ biển Phúc Kiến, miền Trung Quảng Đông có mưa to hoặc rất to. Ở các vùng phía Tây Nam Vân Nam, miền Trung Thiểm Tây, miền Đông Hắc Long Giang và miền Bắc Cát Lâm có mưa rất to. Một số khu vực nêu trên đi kèm với lượng mưa lớn ngắn hạn, lượng mưa mỗi giờ tối đa từ 30 đến 70 mm, cục bộ có thể vượt quá 100 mm, xuất hiện hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông và gió giật mạnh. Mặt khác, Tổng cục Quốc phòng và Cục Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức các cuộc họp luân phiên với Cục Khí tượng Trung Quốc, Bộ Tài nguyên nước và Bộ Tài nguyên để nghiên cứu và đánh giá tác động của gió và mưa sau đó của Doksuri và xu thế phát triển của thiên tai mưa bão và lũ lụt. Theo các báo cáo, do ảnh hưởng của hoàn lưu Doksuri, từ tối ngày 25 tháng 8 đến 2 ngày tới ở Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Liêu Ninh sẽ có mưa lớn, tình hình rất nguy hiểm. Yêu cầu Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang và các khu vực bị thiên tai khác làm tốt công tác cứu trợ thiên tai, khắc phục và tái thiết sau thiên tai, phân bổ kịp thời quỹ và vật tư cứu trợ thiên tai, tái định cư hợp lý cho những người bị ảnh hưởng, khôi phục sản xuất và trật tự cuộc sống càng sớm càng tốt. An Huy, Hà Nam và các khu vực khác phải đối mặt với lượng mưa lớn, cần tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, tham vấn, nghiên cứu và phán đoán, thực hiện cơ chế phản ứng cảnh báo sớm thiên tai trực tiếp cho người có trách nhiệm ở cơ sở. Kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước. Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây và các khu vực dự báo mưa cực đoan phải dựa trên các điều kiện khắc nghiệt, chuẩn bị đầy đủ, củng cố trách nhiệm phòng thủ cơ sở, điều tra các nguy cơ tiềm ẩn lớn như vỡ kè, vỡ hồ chứa, thiên tai địa chất như lở núi và úng ngập đô thị do mưa lớn có thể xảy ra, sau đó chấn chỉnh và cải cách. Loại bỏ toàn diện những nguy cơ tiềm ẩn, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, đặt hiệu quả việc bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Bão Doksuri đổ bộ vào Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến lúc 9 giờ 55 phút sáng ngày 25 tháng 8. Sức gió tối đa ở vùng gần tâm đạt cấp 15, khoảng 50 m/s. Khi đổ bộ mạnh hơn, cuộc đổ bộ của Doksuri đã mang theo gió và mưa đến nhiều nơi ở Phúc Kiến và mái nhà của nhà thi đấu eo biển Tuyền Châu bị lật tung. Video trực tuyến cho thấy Doksuri quét qua bờ biển Tuyền Châu, gió hú và nhiều cây cối bị thổi bay. Theo Trade Metropolis Daily, 1/3 mái của nhà thi đấu tại cơ sở Đông Hải ở Tuyền Châu đã bị tốc mái và hàng rào của sân quần vợt cũng bị tốc thành từng mảnh. Một video khác cho thấy mái nhà của nhà thi đấu eo biển Tuyền Châu bị nghi là đã bị đổ.
bị ảnh hưởng bởi cơn bão, các máy biến áp mạch ở một số khu vực đô thị của Tuyền Châu đã bị đoản mạch và thậm chí phát nổ dữ dội. Doxury là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, đồng thời cũng là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Phúc Kiến kể từ khi có đầy đủ hồ sơ quan trắc. Sau đó, Doxury di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió đạt cấp 6, cấp 7 trong ngày 25 tháng 8, đi qua khu vực phía Tây của tỉnh Sơn Đông và tiếp tục đi về phía Bắc vào ngày mai. Đài quan sát khí tượng Trung ương thông báo, cơn bão số 6 năm nay là Kanu, hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương vào sáng sớm ngày 23 tháng 8. Kanu nằm ở vùng biển phía đông Philippines và cách khoảng 1.810 km về phía đông của Manila, Philippines. Sức gió tối đa vùng gần tâm bão 18 m/s, đạt cấp 8 bão nhiệt đới. Kanu được dự đoán sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, cường độ tăng dần. Cơ quan khí tượng Nhật Bản ước tính rằng Kanu sẽ được nâng cấp thành bão mạnh sớm nhất vào 2 ngày tới. Bão mạnh ở Nhật Bản được định nghĩa là tốc độ gió tối đa lớn hơn hoặc bằng 33 m/s và nhỏ hơn 44 m/s và đến Đài Loan ở phía bắc biển Hoa Đông. Khi đó, áp suất không khí trung tâm sẽ là 965 HPA, tốc độ gió tối đa gần trung tâm là 40 m/s, gió giật tối đa tức thời là 55 m/s, ước tính sẽ đến Trung Quốc đại lục vào 3 ngày tới. Sẽ có ảnh hưởng lẫn nhau giữa Kanu và Doxury. Nie Gauken, một kỹ sư cấp cao tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Biển và Bão của Đài quan sát khí tượng Trung ương, cho biết xét từ khoảng cách và đường đi của hai cơn bão, có thể không có sự tương tác giữa bão kép rõ ràng, nhưng gió đông ở phía bắc của Kanu có thể là Doxury trong tương lai. Hoàn lưu áp suất thấp suy yếu cung cấp lượng hơi nước dồi dào, giúp duy trì hoàn lưu còn sót lại của Doxury và tăng lượng mưa trên đất liền. Thưa quý vị, từ chiều tối ngày 24 tháng 8 đến sáng sớm ngày 25 tháng 8, mưa lớn ngắn ngày tại huyện Phụ Dương, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã gây ra lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Hiện đã có 5 người thiệt mạng và 3 người vẫn đang mất tích. Theo báo cáo chính thức, 32 trận lũ quét ở các lưu vực nhỏ, 144 thiên tai địa chất, 26 ngôi nhà rột nát bị hư hỏng hoặc sập, 1.619 hộ dân bị mất điện, 42 phương tiện bị ngập và 21 tuyến đường bị gián đoạn. Vào lúc 6 giờ 50 phút chiều ngày 24 tháng 8, Phụ Dương đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2. Theo báo cáo, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn này là cực kỳ hiếm từ tối ngày 24 tháng 8 đến sáng sớm ngày 25 tháng 8. Lượng mưa trên toàn khu vực là 26,1 mm, trong đó lớn nhất là 209 mm ở làng Thạch Gia, thị trấn Đại Nguyên, tiếp theo là 169 mm ở làng Đại Thành, thị trấn Thượng Quan. Trong số đó, 4 trạm quan trắc lượng mưa ở khu vực biên giới của thị trấn Thượng Quan, thị trấn Đại Nguyên và thị trấn Trường Lộc đã vượt quá giá trị cực trị trong lịch sử của lượng mưa tối đa mỗi giờ. Theo báo cáo, do khu vực miền núi hẹp ở ngã ba của 3 thị trấn, nước mưa tích tụ rất nhanh và lượng mưa ngắn hạn ngay lập tức thu vào lòng sông và dòng suối luôn trong xanh. Đoạn Thượng Quan của sông Sơn Tây và đoạn Thanh Công của làng Liêu Khun, làng Thạch Gia, sông Đại Nguyên Tây có dòng chảy tức thời rất lớn. 73,6 km đường chính bao gồm cả đường nông thôn ở các tỉnh và huyện ở các khu vực Đại Nguyên, Thượng Quan và Thường Xanh bị nhấn chìm. Theo các nhân chứng và video của nhân viên tại chỗ, nước sông dâng cao ngay lập tức, mực nước ngập làng mạc và nhà máy hai bên bờ sông dâng cao 1,5 đến 2 m trong 10 đến 15 phút. Phương tiện truyền thông trong nước trước đó đã đưa tin rằng một trận lũ lụt bất ngờ xảy ra ở làng Luo, thị trấn Đại Nguyên, quận Phụ Dương khiến nhiều ngôi nhà của dân làng bị ngập. 5 người thiệt mạng và 3 người khác mất tích. Một người dân ở thôn Luo cho biết vào khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 8, khu vực địa phương bắt đầu mưa to. Khoảng 1 giờ sau, mực nước một con sông ở địa phương dâng cao, nước tràn bờ sông. Nhiều nhà dân trong thôn bị ngập, một số ô tô bị cuốn trôi, một số nhà dân và dân làng đã bị lũ cuốn trôi. Đoạn video trên mạng cho thấy tại một đoạn sông hẹp, dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống, tràn bờ sông và ập vào nhà dân hai bên bờ sông. Sau khi lũ rút, một số ô tô cá nhân đã bị chặn lại ở giữa dòng sông và các phương tiện cứu hộ tiến hành công việc dọn dẹp. Một số dân làng nói rằng một số người dân làng kinh doanh một cửa hàng nhỏ bị mất tích. Khi lũ đến, họ đã cố gắng vớt vát một thứ gì đó, nhưng chúng đã bị cuốn trôi và không may họ đã chết khi được tìm thấy. Một người trong cuộc cho biết chú và dì của cô đã bị lũ cuốn trôi, đến nay vẫn chưa tìm được thấy chú và dì của cô. Cán bộ Ủy ban Nhân dân thôn Lão xác nhận có 7 người dân trong thôn bị cuốn trôi, hiện đã tìm thấy 5 người, 2 người vẫn mất tích.
Hiện nhiều ban ngành đang tìm kiếm, trong số 5 người dân làng được tìm thấy, một người đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện và 4 người còn lại đã không còn dấu hiệu sinh tồn khi được tìm thấy. Hiện nhiều ban ngành địa phương đang triển khai công tác di rời hàng loạt và tìm kiếm cứu nạn. Vào 2 ngày qua, huyện Miên Ninh và thành phố Lô Châu, huyện Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu một trận mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng, tầng 1 của thành phố bị ngập lụt. Đến nay đã có hơn 10.000 người được chuyển đi, 3 người chết, 10 người mất tích. Đợt mưa lớn này ở tỉnh Tứ Xuyên kéo dài trong thời gian dài. Từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, bao trùm một khu vực rộng lớn, bao gồm Bá Trung, Đại Châu, Nam Trùng, Quảng An, Kiện Ninh, Tử Dương, Nội Giang, Tử Cống, Nghi Bình, thành phố Lô Châu và Thành Đô, Mai Sơn, Lạc Sơn. Lũ quét xảy ra ở nhiều khu vực, gây thương vong và thiệt hại nặng nề về tài sản. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức, hơn 10.000 người đã được tái định cư ở huyện Miên Ninh và thành phố Lô Châu trong trận mưa xối xả. 3 người được cho là đã chết và hơn chục người mất tích. Trận lũ quét cũng đã cuốn trôi một số đoạn quốc lộ 108, quốc lộ 248. Đập Tam Hiệp hiện đang phải chịu áp lực ngày càng lớn do tỉnh Tứ Xuyên nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, nơi tất cả lượng nước mưa này chảy qua. Đoạn video do một cư dân mạng đăng tải cho thấy tình hình thiên tai ở thành phố Lô Châu, cả thành phố chìm trong biển nước, người dân không thể đi lại mà phải dùng thuyền để ra ngoài. Hầu hết các ngôi nhà trong thành phố đều bị ngập, có nhà ngập đến ban công tầng 1. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!